Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thành NG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Free Fire nhé. Chúng ta sẽ vào trận thôi. Và mình sẽ hôm nay mình xuống đâu đây? Chúng ta sẽ đi xuống thẳng cái phía dưới này đi anh em ạ. Chúng ta xuống cái thành phố biển luôn đi. Một là mình sẽ nhảy. Ui, có một người cạnh mình kìa. Vãi chưởng, mình thấy cái ván đúng không? Nó nhảy sau mình một chút. Mình thì hay nhảy, một là nhảy thẳng xuống cái chỗ đầu tiên, hai là phải nhảy xuống chỗ cuối cùng. Thì thường chỗ này ít, khá là ít người. Khá ít người là mình có thể là sống sót được, vì mình bắn hơi kém mà. Chúng ta cứ vào mấy cái chỗ giữa giữa là kiểu gì cũng ăn hành sấp mặt luôn đấy. Đấy đấy đấy, có một người kìa anh em. Mình vừa thấy có một người rồi. Chỗ này có quá nhiều nhà, không biết là có dầu hay không đây. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều thứ để loot được. Rồi rồi, mình thấy nó rồi anh em ơi. Xuống lấy súng ngay, chúng ta có một khẩu súng này. Ok, trang bị M60 rồi. Chúng ta có một khẩu rồi M60. Nó đâu nhỉ, nó đâu nhỉ? Nó theo hướng tay. Đấy đấy, nó đây rồi anh em. Nhắm bắn thôi. M60. Một bắn khá nhanh ta. Rồi bắn khá nhanh. Không chết. Rồi chắc mất tầm khoảng 100 máu của nó đấy. Rồi mình sẽ nhặt thêm cái thêm máu đi. Rồi rồi, chúng ta sẽ vào trong nhà để xem có gì loot không. Có giáp này, có giáp level 1, có M14. Rồi chắc là mình sẽ lấy giáp và lấy đạn thôi. Có mũ này, có mũ level 1 và một cái túi cứu thương. Đấy thôi, cũng chưa có gì nhiều lắm. Chúng ta có một khẩu, một khẩu súng nó trang bị sẵn nhầm mà đúng không? Ok, nào tiếp tục đi loot thôi. Cái thành phố này có vẻ nhiều nhà quá nhỉ anh em. Nhìn lên bản đồ xem, thành phố biển quá nhiều nhà và hình như chỉ có mỗi mình ở trong này thì phải. Thằng kia nó chạy Android rồi, nó không dám vào trong này. Sợ là hai thằng chiến nhau kiểu gì cũng thằng chết, chắc chắn là như vậy. Có thể là nó chết hoặc có thể là mình chết. Ở đây mũ một rồi. Thôi chắc mình thôi. Mình cũng không quen dùng lựu đạn lắm. Mình có hai cái bình máu, hai cái bình máu, một cái ống ngắm 2x à. Mình có ống ngắm 2x rồi. Tay súng level 1 chắc không cần đâu. Cái này nó cũng cái đồ nào có tác dụng hơn. Ở thay ống ngắm 2x à. Mình có ống ngắm 2x rồi mà. Thôi kệ đi. Chúng ta sẽ có một khẩu M4A1. Thế chắc mình sẽ lại lấy M4A1 thôi. Mình đánh hôm nào nó ra tầm M4A1 này. Đấy, có súng khác vậy. Nhưng mà M4A1 bắn rất là thích. Bắn rất là cái độ giật của nó không quá cao, khá là chính xác. Lực thì nó hơi yếu thôi. Rồi chúng ta sẽ, quá nhiều nhà, không biết sẽ loot nhà nào đây. Mình bắt đầu thấy loạn ở đây. Nhiều nhà quá anh em ạ. Thì một số anh em bảo là kết bạn với mọi người, nhưng mà mình đã kết bạn đủ rồi nhá. Nên cái lượng bạn mình đã full rồi, không còn đủ chỗ nữa. Ok, một cái ba lô level 2 này. Rồi chúng ta sẽ đi loot tiếp thôi. Chỗ này nhiều nhà quá nhỉ. Đây đây, chúng ta mình thấy phải đến khoảng đến chục ngôi nhà. Nó khá là loạn, nó không tập trung cho lắm. Có thêm một ít máu MP40, mình sẽ lấy một khẩu MP40. Một khẩu MP40 thì khẩu này bắn gần. Nó là súng tiểu liên. Mình sẽ cần một khẩu súng tiểu liên và một khẩu súng trường. Đấy, như thế là hợp lý. Mình thích bắn cái combo này. Được đấy. Mình bắn shotgun khá là tệ. Shotgun bắn thì nó khỏe hơn súng tiểu liên. Nếu như theo như phân tích thì nó có thể xuyên giáp và nếu mà trúng người thì có chết luôn. Còn tiểu liên thì chưa thể chết được, nó chỉ ngắc ngoài thôi. Bắn xa thì dùng súng M4A1. Còn bắn gần thì dùng khẩu P40 à? Wow. Khá là ít đồ ta, cũng không có gì lắm. Mình mới có cái giáp level 1 và cái mũ level 1. Có Scaler này. Scaler thì mình xem ở trên giới thiệu về vũ khí Free Fire ấy, thì Scaler sẽ yếu hơn so với M4A1 một chút. Cái tốc độ bắn nó sẽ chậm hơn một chút, còn tất cả thông số khác thì đều bằng nhau. Thì đấy, mình sẽ ưu tiên chọn M4A1. Và nếu anh em nào bắn thì cũng nên ưu tiên chọn M4A1 trước đi. Đã được. Ok. Rồi chúng ta đang loot nốt. Có một khẩu nữa là M60. M60 là khẩu bắn gì đây? Súng trường à? Mình chưa bắn khẩu bao giờ cả. Mình sẽ tập bắn thử mấy khẩu ấy xem. Hiện tại thì mình mới đã tập bắn SKS này, M4A1 này, một số khẩu súng tỉa như kiểu là súng súng bắn tỉa, súng tiểu liên đấy. Súng bắn tỉa là SKS, lại là M4A1. Lấy thêm một cái túi cứu thương đó. Sắp full đấy rồi. Sắp full cái túi rồi. Sắp full túi anh em ạ. Mình vẫn đang loot ở đây và
còn 14 người nữa. Có giáp 3, wow, ngon. Tự dưng vớ được em giáp 3 anh em ơi. Tốt quá rồi. Quá hay rồi. Từ một phát lên giáp 1 đến giáp 3 thực sự là sướng. Nhưng mà mũ thì vẫn là mũ cùi. Mũ chúng ta vẫn sẽ là mũ 1. Chúng ta vẫn sẽ loot và còn 30 giây nữa thì vùng an toàn sẽ được thu lại. Không biết thế nào đây. Không có ai luôn đấy, trong này đúng không ai. Ở phía cuối, nếu anh em xuống phía cuối thì đây, MP5 này bắn hay này. MP5 nó cũng tương đương với cái khẩu dưới của mình. Một ô cũng cái băng đạn ngon. Chúng ta tăng cái lượng băng đạn lên. Ồ, không có đạn xuống tiểu liên nhờ. Mình có 50 viên này. Cũng hơi mệt, mình thích đạn bắn xuống tiểu liên. Lao vào gần thì giã cả băng. Và cầu mong là sẽ giết được nó. Bắn gần thì súng trường không hiệu quả bằng súng tiểu liên. Nòng level 1. Bây giờ mãi nhận được cái nòng level 1. Vùng an toàn đã được thu lại đấy. Nhưng cứ có thời gian còn lâu. Từ từ. Mình thì không dùng súng lục. Mình không chơi súng lục. Mình tiết kiệm được một cái lượng đồ cũng khá lớn. Cái khẩu spa gì kia đấy như là súng shotgun này. VDS là khẩu súng bắn tỉa. VDS thì bắn sát thương thấp và tầm bắn gần. Và khi bắn thì sẽ không thể bị phát hiện được vì nó trang bị nòng giảm thanh. Cái này thì mình đọc ở trên mạng thôi. Còn VDS thì mình không bắn bao giờ luôn. Mình thích bắn cái SKS. Bắn khá ổn. Thay đạn nhanh, băng đạn lớn 10 viên. Nhưng mà cái tốc độ bắn của nó có vẻ chậm. Cái này là gì nhỉ? Cái này gọi ấy à? Gọi ra cái UAV à? Chết rồi, bây giờ không có xe rồi. Đi kiếm xe thôi, kiếm xe thôi. Nó toàn xe tải. À đây, có một cái xe anh em ơi. Chúng ta sẽ có một cái xe quân sự cũng được. Thỉnh thoảng nó rơi vào hòm thính ra có cái Monster Truck ấy, cái xe quái vật ấy. Rất là khỏe. Rất là khó bị nổ. Cái xe này bắn thì vẫn bị nổ như thường. Thôi lên xe thôi. Té thôi. Ok, let's go. Lên được. Có xe rồi anh em. Xe ta bon trên đường luôn. Đi rất là nhanh. Em sẽ dừng ở ngoài thành để bắt đầu đi loot đồ, thêm đồ thôi anh em ạ. À đây, cái này sẽ mình đọc ở trên mạng là cái này sẽ tăng cái nấm này sẽ tăng máu cho mình đây. Chúng ta sẽ ăn một ít, dùng ít. Nó tăng máu theo thời gian ấy, khá là hay. Rồi, có hơn không? Ở mũ 1, giáp 3. Lại một khẩu M4A1 như hôm qua rồi. Không biết hôm nay sẽ thế nào đây. Đấy, xuống xe. Lại là con nấm. Lắm nấm vậy. Toàn nấm là nấm thôi. Ok, chúng ta lên 175 EP, 175 trên 200. Chắc là cái lượng hồi máu mình khá là tốt đấy nhỉ. Đấy, xuống đây đi. Mình cũng khá thích xuống một cái chỗ dọc đường này. Mấy cái nhà nhỏ nhỏ này thường có đồ rất là ngon. Nhưng hình như nó loot hết rồi. Không còn nữa. Thế mình thấy là như vậy. Scaler. Cũng có một số người thích bán Scaler. Đấy, không thì bán M4A1. Mình cũng tùy. Để sở thích của từng người. Sức mạnh của hai khẩu này nó cũng ngang nhau thôi. Nó không có gì nổi trội hơn cả. Hết sạch đồ rồi. Má ơi. Đây đồ nó lụm sạch luôn rồi. Chết tuyệt, điểm có mũ ngon thì ngon tốt nhỉ. Để làm sao đây, lại có giáp à? Giáp này không ăn thua, mình giáp 3 rồi. Thì không cần giáp nữa. Ok, mũ level 1 kìa. Khá là tệ à, có thêm một cục máu. Ô cơ, mũ kìa. Kìa, như mũ level 2 à? Cái mũ level 2 ta, đúng không? Thế mình không nhầm, mũ level 2, à mũ level 3 luôn à? Wow. Đúng rồi, ngon, tự nhiên đi nhặt rác được cái mũ level 3 này. Thanh niên nào quên không nhặt ở trong này chăng? Những cái nhà này hay ở đây hay đám đồ xịn lắm anh em ạ. Bây giờ còn 11 người nữa và mình vẫn chưa giết được người nào. Mình chưa thấy ai ấy, mình thấy có đúng một thằng. Ngay lúc đầu tiên mình bắn nó nhưng mà nó chạy mất. Còn từ đầu trận ra còn chưa gặp thằng nào cơ. Thế giới yên bình vãi chưởng luôn. Anh em thì cứ bắn nhầm ầm. À, ở kia có hòm thính nhá. Bây giờ thôi, té thôi. Ok. Cho sẽ lên đồi xem thế nào. Kìa, cái UAV, à kìa có một thằng ở trong kia kìa. Phải không ta? Không phải. Cái chấm đỏ cơ. Thì mới là một thằng thì phải. Rồi chúng ta sẽ lên thôi.
Đi đi thôi. Lên 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 lên. Lên trên này. Ở phía kia sẽ có cái gì đó. Rồi chúng ta sẽ vào đây. Có ba lô level 3. Ngon. Tốt. Nhặt luôn ba lô da báo. Cái này chúng ta mở kim cương ra được. Ok, chúng ta sẽ lên thôi. Let's go. Ở đây thì có vẻ như sẽ có rất nhiều bọn đấy. Có thể quanh hòm thính có thể là sẽ có bọn nào đấy chẳng hạn. Chúng ta sẽ đi ra lũ hòm thính không? Mình vẫn chưa nhìn thấy cái nào cả. Mình vẫn chưa nhìn thấy cái nào luôn. Kìa, chỗ xa có hòm thính kìa. Ở phía xa xa sẽ có hòm thính nhá. Ồ, mình thấy thằng rồi, nó đang ngồi xuống ở trên cái nóc nhà kìa. Rồi, bắn thôi, bắn thôi. Ui, nó có giáp xịn hay sao anh em ạ? Ui, sao có thằng nó bắn mình nữa kìa. Ui, nó bắn từ cái mái nhà ở bên kia sang anh em ạ. Ui, tí chết luôn kìa. Wow, tí gì đai ta. Thôi, thay máu cái, băng bó đã, thôi băng bó đi. Kìa kìa, anh em có thể thấy không? Nó ở trên cái nóc của tòa nhà, nó ở trên cái chỗ gác mái của nó ấy. Bắn quá. Nhưng mình băng bắn lại. Ui, lại có thêm một thằng nữa kìa. Ba thằng anh em ạ. Thôi nó chạy mất rồi. Không được, không được, không được. Cái này nó bắn mình chết và mình cái vòng bo an toàn mình đang đứng ở mép rồi anh em ạ. Có khi mình phải chạy vào trong thôi, đứng trong này thì nó sẽ dồn mình thì mình chết đấy. Chạy thôi, chạy thôi. Nó sẽ ở bên kia. Nó sẽ ở bên kia và chạy lại. Biết làm nào đây? Chúng ta phải làm thế nào đây? Hơi khó rồi. Hơi khó rồi. Đấy, phía trước có một người nha. Phía trước ta sẽ có một người. Và cái chỗ kia hình như vừa bị pháo kích hay bom nổ hay sao ấy. Vào thôi, vào thôi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu vào. Let's go, lên. Từ từ thôi anh em. Tiến lên rất là chậm rãi thôi, chậm rãi thôi. Dắt lên 1 không cần nữa rồi. Leo qua đây, leo qua đây. Hình như nó trên tầng. Hình như nó trên tầng. Hình như là trên tầng. Ui, mình thấy nó rồi anh em. Kia, nó kia kia. Bắn từ từ thôi. Rồi. Ui, nó né kinh vậy. Ui, chết rồi. Quả này đai rồi, quả này đai rồi. Quả này đai rồi. Hết đạn rồi. Rồi, chết. Rồi, rút súng, bắn. Ồ, hay. Quả này bắn được. Quả này chúng ta sử dụng súng ấy ạ. Đấy, súng tiểu liên anh em. Mình vừa nói xong. Ra dùng cái quả súng tiểu liên dã thẳng mặt luôn. Súng trường không ăn thua luôn đấy. Nhưng mà súng tiểu liên hết đạn rồi. Còn đấy mình dã khoảng 20 viên vào người nó. Đầy luôn ấy. Thật sự đáng sợ. Thằng này không có đạn súng tiểu liên à? Sao toàn đạn súng trường này? Có tay súng level 3. Bắn đạn level 3. Ba lô level 3. Chết tiệt. Mũ level 3. Giáp level 3 đều có rồi. Từ cứu thương. Không có đạn tiểu liên. Mình được đạn tiểu liên anh em ơi. Chết tiệt rồi. Còn có 20 viên đạn tiểu liên. Thôi thay lại súng này đi. Chết thật. Chúng ta sẽ còn 5 người nữa mà. Súng tiểu liên nếu mà càng vòng bo càng bé thì chúng ta sẽ càng phải ấy thôi. Càng phải sử dụng súng bắn gần. Mà tiểu liên là tốt nhất rồi. Hiện tại thì chỉ có một súng tiểu liên thôi. Rồi chúng ta xem rồi có gì. Không có cái gì cả, có súng lục thì vỡ mồm. Súng tiểu liên bắn quả ấy ngon vãi. Được đấy, dã thằng cà băng vào mặt nó anh em ạ. Quá tốt luôn. Rồi bây giờ đi đâu đây? Vòng bò năm bò rồi thôi, chạy thôi. Bò đốt thấm lắm. Mình cái EP vẫn còn 126-200 kìa. Nó chắc là nó như kiểu là hồi máu ấy à? Hay là cái giáp ấy? Đằng sau ạ. Chết. Nó bắn đằng sau ạ, vẫn còn một thằng nữa à? Đúng rồi, còn 3 thằng cơ mà đúng không? Té, mình không biết nó đâu. Ok, lên lầu bắn lại. Nhưng mà cái vòng bò đang ấy lại kìa. Thôi, chạy thôi. Mình nhìn thấy nó đằng sau rồi. Mình không dám lở lại bắn cơ. Té, anh em ơi, chết, bị đốt, bị bò rồi. Chết rồi. Quả này đã chết vì bò rồi. Nhỏ rồi. Siêu nhỏ rồi anh em ơi. Chết. Để làm nào đây? Tôi sắp chết vì bò rồi. Sắp tới rồi. Cố lên. Ở đằng sau vẫn còn một thằng nhá, cẩn thận nó bắn nó chết. Xuống dưới đồi này xong nằm xuống ăn máu cái. Rồi.
Sợ vãi cả trường. Nó đâu nhỉ? Không thấy đâu cả anh em ạ. Hiện tại mình không thấy nó ở chỗ nào luôn. Ok, bây giờ mình không thấy nó ở đâu, bây giờ làm nào đây? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào, xuống phía dưới xem mà nó đang ở đâu. Không biết nó đang ở đâu đây. Chỉ còn 4 người thôi anh em ạ. Rất là cay cấn đây. Chúng ta sẽ có M1. Cái này không cần. Chúng ta được kiếm thêm một ít đạn súng tiểu liên nữa rồi, khá tốt. Có thêm một cục máu này. Đạn súng trường. Lấy cục máu thôi, đạn súng trường đầy. Còn 4 thằng nữa. Mũ và giáp thì mình chưa hỏng lắm. Giáp mới hỏng hơn một tí thôi. Còn có 3 người nữa kìa. Ok, đi thôi đi thôi. Kiểu gì nó sẽ nằm trong vòng bo và mình sẽ phải vòng trong cái nhà này. Theo mình nghĩ mình sẽ vòng trong cái nhà này. Bây giờ đi ở ngoài ngoài đồi này là rất là dễ chết. Ở cái thằng nó quay nó đuổi theo mình đâu nhỉ? Hình như nó chết vì bo rồi phải. Thằng chắc ít máu hơn mình. Có thể. Cái FP mình nhiều vãi trưởng. 94 trên 200. Thoải mái mà chơi đi. Ok, chúng ta đang cố gắng tiếp cận vào này. Rồi, có đạn súng tiểu liên không? Mình cần đạn súng tiểu liên. Đạn súng trường không cần. Rồi, chết rồi. Chúng ta sẽ vào trong cái nhà này thôi. Không có xác định luôn đấy. Lúc tạm đây đã, xem có đạn gì, đạn súng trường à. Ok, hơi bị mệt ở đây. Có bom keo tạo ra cái lớp giáp phòng thủ ấy. Bò đúng chỗ mình này, quá ngon. Ủa, có một thằng rồi á, bò lạc cái game, bắn thôi. Chết mới đi, chết mới đi. Ui, có 69 máu nhỉ. Ta yếu. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không biết mình đang ở đâu. Chết. Hay lắm. Thế mà cuối cùng vẫn được top 1 anh em ạ. Hai vai mình giết được hai mạng ở top 1. Quá là may mắn luôn. Ok, thì mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó đến nhà Free Fire. Bye bye.